Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chú Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Nhân tướng học và ứng dụng của Đạo Phật vào trong cuộc sống. Quay trở lại với video hôm nay, mình cũng sẽ tiếp tục phân tích và chia sẻ đến tất cả các bạn với những tướng thai đã có một sự hữu duyên với mình qua cái trang fanpage. Thì ở cái trang fanpage, chị này có trao đổi thông tin với mình rằng là chị ấy năm nay cũng đã 55 tuổi, hiện tại thì đang làm trong một cái công việc tại trường học. Ngoài ra cũng có học thêm cái nghề đông y để trị bệnh miễn phí, cho những người có cái căn bệnh nặng trị hoài không hết, hoặc là những người có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy thì đây chính là một trong những tướng tài của một người phụ nữ hết sức đặc biệt. Mà mình nghĩ rằng cái video này nó cũng sẽ mang lại một cái giá trị nhân văn đặc biệt cho tất cả các bạn nếu có duyên xem cái video này. Bởi vì mình sẽ phân tích từ từ, nó sẽ hiện ra những cái thông tin rất hay đối với tướng tài của vị chủ nhân này. Và có một cái điều chị này tâm sự với mình nữa là chị này có một cái cách trị bệnh rất là hay. Và chị được cũng rất là nhiều người khỏi bệnh mà trước đó có thể nói là đi đi nhiều bệnh viện, thuốc men mà trị không hết. Và cũng có người khuyên với chị rằng là nên từ bỏ cái việc này đi. Bởi vì nếu như mà trị bệnh cho người khác thì có thể mình sẽ mang một cái nghiệp cho họ và phải nghèo khổ bần cùng, vân vân. Nhưng mà với cái thông tin của chị thì mình thấy được rằng hình như hiện nay chị vẫn là một người kiên định trên con đường mà mình đã lựa chọn. Chính vì cái lý do này cho nên mình muốn phân tích và chia sẻ đến tất cả các bạn. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào tổng thể để chúng ta biết được người này có cái điều kỳ lạ đặc biệt như thế nào. Chúng ta thấy về cái hình tướng của nó đi, thì rõ ràng đây là một người phụ nữ có cái bàn tay khá là phúc tướng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy cái da tay nó khá sáng, và các cái gò của cái bàn tay, các bạn thấy về cái gò kim tinh này, cái gò thái âm, và lẫn các cái khu vực này, chúng ta thấy nó rất nổi cao. Nó nổi cao và đầy đặn, cho thấy người này không đến nỗi nào họ có một cái cuộc sống mà không có nhà cửa, hoặc là cuộc sống nó bế tắc. Đó là một điều mà chúng ta cần phải khẳng định trước, bởi vì hình tướng nó đã hiện ra cho chúng ta như vậy. Chúng ta thấy một cái yếu tố nữa mà thời gian vừa qua chúng ta rất hay thường gặp, mà đặc biệt là đối với những người mà họ có cái khả năng trị bệnh, bốc thuốc cho người khác hết á, thì các bạn hãy xem mình có được cái phúc này hay không. Đây chính là cái ngón cái. Chúng ta thấy cái ngón cái của chị này nó cũng có khá là nhiều cái vân. Thì đây được gọi là cái bàn tay mà có nhiều cái vân như vậy đó. Người ta nói rằng người này có khả năng phục dược, tức là họ có thể trị bệnh, bốc thuốc cho người khác mà nó rất hay, hiệu quả. Đây là một cái yếu tố rất hay trong bộ môn nhân tướng học. Nếu như mà các bạn có cái bàn tay ngón cái như thế này, hoặc là các bạn phát hiện ra người thân của mình, anh chị em hoặc là con cháu của mình có cái yếu tố như thế này, thì các bạn nên biết rằng họ là một người khá đặc biệt. Có thể sau này họ sẽ cống hiến cái tài năng hoặc là một cái khả năng đặc biệt của họ để giúp cho người khác. Đây là một điều hết sức đặc biệt mà không phải ai cũng có thể làm được. Mà nhiều người họ làm được rồi nhưng mà họ chưa chắc gì họ dám làm. Bởi vì họ sợ rằng cái việc làm đó nó sẽ còn ảnh hưởng đến mình. Mà một khi một người, nếu như mà mình nói thực sự, nếu là một người mà đã có cái tâm thiện lành, muốn giúp đỡ người khác, thì sẽ không bao giờ nghĩ đến cái lợi ích của mình đâu. Mà nếu chính bằng cái tâm của họ, thì họ sẽ quyết chí giúp đỡ người ta cho đến cùng,
không màng danh lợi, thậm chí sức khỏe, tiền bạc của mình luôn. Và cũng có thể nói đây chính là một cái tâm hạnh của các vị Bồ Tát. Chỉ có Bồ Tát mới có thể quyết chí trên con đường này. Còn hầu như là chúng ta ai cũng nghĩ đến cái phần lợi của mình, mà đã khi làm cái việc lợi ích cho người khác mà còn nghĩ đến cái lợi của mình thì thực sự chưa phải là một người có cái tâm tốt. Mà chị này chỉ mặc kệ cái lời khuyên của người khác mà vẫn tiếp tục trên con đường hành thiện tích đức như vậy đó, thì rõ ràng đây là một người có cái tâm hạnh Bồ Tát rất lớn. Tâm hạnh Bồ Tát rất lớn. Có thể ở giai đoạn hiện nay sẽ có nhiều cái khó khăn đó, nhưng mà ở đâu đó có thể là một cái cánh hoa sen của mình nó đã từ từ mọc lên. Đó là một trong những cái điều mà mình muốn phân tích và chia sẻ. Thêm nữa thì chúng ta thấy các cái ngón tay của bạn này, chị này, thì chúng ta thấy có một cái khoảng hở ở đây. Thì mình đã phân tích rất nhiều, những người này cần phải thận trọng với bạn bè. Và đặc biệt những người này nữa thì vì cái tâm từ của họ có, cho nên là nhiều lúc rất dễ bị người khác lợi dụng, lợi dụng cái lòng tốt của mình á. Nhưng mà này thì thôi, nếu như mà một người họ đã có một cái tâm hạnh nguyện lớn, tâm Bồ Tát rồi, thì mặc kệ cho những người khác lợi dụng mình, mình cứ có là mình cho, không hề hà, không kể công, kể nó, mặc dù mình biết, nhưng mà mình vẫn vậy luôn. Vì cái tâm Bồ Tát của mình, cái tâm mình quá lớn, ít ai có thể làm được điều này lắm. Chúng ta phân tích tiếp về các cái đường chỉ tay thì chúng ta thấy cái đường trí đạo. Cái đường trí đạo này cũng tương đối đẹp, bởi vì mình thấy nó không quá dài và nó cũng không quá ngắn. Ngắn quá thì cũng không tốt, dài quá thì cũng không tốt. Cái độ cong và cái độ dài của nó mình thấy là nó đủ chuẩn, cho thấy rằng đây là một người họ có một cái trí tuệ của họ, họ có một cái chánh kiến của họ, không bị cái sự tác động của người khác làm lung lay cái ý chí của mình. Chúng ta thấy cái đường trí đạo nó không có những cái đường cắt phá, hoặc là không có những cái đường đứt đoạn hay là đường gãy khúc, mà nó chính là một cái đường cong. Cái đường cong nó tương đối là hài hòa, cân xứng. Nó đi vào cái khu vực giữa minh đường mà không có bất kỳ một đường nào ngăn cản nó, cho thấy cái trí của người này rất sáng suốt. Họ đã quyết định thì việc gì họ cũng sẽ bước tới. Đây là một người có ý chí cao. Chúng ta thấy cái ngón cái này nó cũng cho chúng ta biết điều đó. Ngoài ra chúng ta thấy thêm những cái đặc điểm này thì rõ ràng đây là một người phụ nữ, họ có tính tình rộng rãi, phóng khoáng. Cái nhân sinh quan của họ cũng rất thoáng đãng. Họ không có để những cái ý nghĩ tiêu cực ở trong đầu. Đây cũng có thể nói là một người họ biết sống trong một cái sự chánh niệm, có một cái sự tinh tấn lạc quan nào đó. Mà đây chính là một trong những cái rất là cần thiết để cho cái con đường của người này đi ở phía sau. Tiếp theo, chúng ta thấy về cái đường sinh đạo. Cái đường sinh đạo thì có thể là ở giai đoạn đầu chúng ta thấy nó xuất hiện rất đẹp, nhưng mà có thể từ những năm mà 40 trở đi thì hình như là nó hơi mờ dần. Nó cho thấy rằng cái sức khỏe của chị này cũng có một cái phần suy giảm. Thì điều này nó cũng có thể linh ứng một phần, bởi vì cái công việc của chị đang làm là đang giúp những người bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn để họ thoát khỏi cái nghiệp, cái kiếp nạn của họ. Thì nó cũng một phần nào đó nó có một cái sự ảnh hưởng đối với tính mệnh của chúng ta. Nhưng mà đừng lo. Bởi vì sao? Bởi vì những người thiện như vậy, mặc dù người khác không có giúp ta, nhưng mà ở đâu đó vẫn có những chư vị Bồ Tát, các vị chư thiên luôn luôn theo dõi giúp đỡ người này. Con người chúng ta thì bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.
Nhưng mà để được một cái chư vị nào đó họ hỗ trợ giúp sức thì không phải ai cũng có thể được có điều này. Phải có những người có xứng cái tầm, đầy đủ cái bản lĩnh, trách nhiệm, trí tuệ, cái tâm của họ như thế nào thì mới có thể tác động tương ứng, thì mới có thể được cái phần đó, chứ không phải tự nhiên mà được. Chúng ta thấy cái tính tình của chị này cũng có thể nói là một người khá là nóng tính, thẳng thắn, khó, cương trực. Hầu như là như vậy. Hầu như là những người mà họ có cái nguồn năng lượng, có cái khả năng sinh khí, thì trong con người của họ có một cái nguồn năng lượng nào đó rất lớn. Mà đây cũng có thể là một cái nguồn năng lượng nào đó để có thể trị bệnh cho những người khác nữa. Có thể. Chúng ta thấy cái đường định mệnh của người này quá rõ. Quá rõ, nó xuất phát từ gò địa đi lên, cho thấy đây là một người họ có cái căn duyên, có một cái phúc đức từ tiền kiếp của họ. Họ sinh ra có thể nói là, mặc dù có thể là hoàn cảnh gia đình nó không được giàu sang, nhưng mà cái số của người này sinh ra là họ cũng là một người có thể nói là được nhiều người yêu quý. Đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, không có sợ thiếu tiền. Nhưng mà có một cái điều là cái đường định mệnh này nó bị, cái đường trí đạo này nó đứng, nó tức là nó không vượt qua được cái đường trí đạo này. Điều này nó cho chúng ta biết được một điều rằng là ở những giai đoạn có thể là trước năm 35 tuổi, có thể là một cái giai đoạn phát triển về cái công việc của người này khá tốt. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó, cái tâm trí của họ phát triển thì họ cũng không cho, không muốn đi tiếp trên cái con đường mà tài lộc đó nữa. Có thể nói đây cũng là một cái đường có đem lại tài lộc cho họ, mà có thể họ không muốn nữa. Cho nên chính vì cái đường trí đạo này nó làm cắt ngang, nó làm thay đổi cuộc đời của người này. Và một cái yếu tố nữa, chúng ta thấy cái đường tâm đạo này, cái tâm đạo này nó cũng khá lạ. Nó đến đây thôi, nó đến đây. Thường thì đường tâm đạo chúng ta thấy nó đi như thế này, hoặc là nó đi lên tới đây chẳng hạn. Nhưng mà cái đường tâm đạo của người này rất ngắn, mà ở cái khu vực này nó có một cái đường hướng xuống. Cộng thêm ngay chỗ này, cộng thêm ngay chỗ này nó có một cái đường xuất phát từ đường trí đạo đi lên. Nó vô tình nó khép kín, chặn đứng ngang cái đường tâm đạo, đường tình cảm của người này. Chúng ta thấy kết hợp hai cái yếu tố giữa cái đường định mệnh này, nó bị cắt ngang bởi đường trí đạo, và cái đường tâm đạo này nó bị cắt ngang bởi cái đường, từ cái đường trí đạo nó đi lên cái gò thổ tinh. Điều này nó cho chúng ta thấy rằng ở những cái giai đoạn mà có thể theo mình luận đoán rơi vào tầm khoảng chừng 47 tuổi, chị này năm nay đã 55, thì đâu đó vào giai đoạn 47 tuổi thì trong con người của bạn này nó có bộc phát, tức là khởi lên cái sự mạnh mẽ về phát triển tâm linh. Tức là họ có thể vì một cái sự nhận thức nào đó, hoặc là một cái sự hiểu biết nào đó về Phật Pháp, thì chính điều đó họ quay vào bên trong tìm lại chính cái bản thể, cái tôi của con người mình ở đâu. Chính vì cái điều đó mà nó chặn đứng cái đường tình cảm luôn. Cho nên là người này đến giờ vẫn còn độc thân, và đã chuyên tâm tu tập khoảng mấy năm nay. Chúng ta thấy rất rõ, thứ nhất đường định mệnh, đáng lý ra người này có thể phát triển thêm, nhưng mà một cái điều gì đó không cho người này phát triển, hoặc là họ không muốn, mà họ sẽ đi theo cái con đường khác. Đây chính là một trong những cái dấu hiệu mà cái mấu chốt của người này. Chúng ta thấy người này họ không phải là một người không biết kiếm tiền đâu. Bởi vì chúng ta thấy
ở những cái khu vực này cũng có những cái đường, cũng những có cái đường 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 thiền đó đi lên này. Đặc biệt cái khu vực này, đây chính là cái đường trí đạo tự đi lên. Tức là ở những người này sau giai đoạn mà ngũ tuần thì họ cũng có giai đoạn phát triển rất tốt. Ở những người này thì có thể nói là họ cũng đã từng trải qua khá là nhiều cái giai đoạn trước đó, cũng có một cái sự khởi sắc thành công, họ cũng là một người biết khả năng sáng tạo vân vân cũng có. Nhưng mà thực sự mà nói, những cái giai đoạn trước đó chỉ là một cái giai đoạn nhỏ thôi. Chúng ta thấy ở cái khu vực này nó có cái đường hướng lên, hướng thượng, hướng thăng. Mặc dù người này tự cao, có tính tình nóng nảy, nhưng mà cái tâm hồn của họ luôn luôn hướng thượng, họ trong sáng thanh tao, cho thấy họ cũng là một cái phần nào đó có cái căn duyên thuộc ở những cái tầng bậc cao hơn. Chúng ta thấy về cái hình tướng của người này nó cũng có một cái dấu hiệu như thế này. Đây cũng là một cái dấu hiệu nó đang hình thành cũng khá đẹp. Đó chính là cái dấu hiệu của một cái con thuyền Bát Nhã ở đây. Mà nếu chúng ta quan sát kỹ, chúng ta cũng có thể thấy cái đường chỉ đạo này nó cũng gần gần như nó hình thành nên thêm một cái tam giác gì đây nữa, thì rõ ràng đây là một người có cái căn duyên, căn số với nhà Phật. Đây là một điều hết sức tuyệt vời. Chúng ta nghe căn số này kia thì nghe nó nặng nề, nhưng mà thực chất nếu như mà chúng ta là người hiểu đạo thì cái điều này nó là một điều hết sức tuyệt vời. Chúng ta ai cũng có căn số cả. Căn ở đây chính là cái gốc rễ. Mỗi con người chúng ta đều có cái gốc rễ, đó chính là cái tâm Bồ Đề, tức là cái tâm Phật. Mà chính vì cái sự vô minh, cho nên chúng ta không phát hiện ra được cái tâm của mình nó đang ở đâu. Cho nên đây chính là cái gốc rễ, cái cội nguồn để nhìn vào một con người chúng ta biết được cái tâm tính của người đó là những người như thế nào. Hiện tại thì bạn này cũng có chia sẻ với mình rằng là ngoài cái việc chữa bệnh bằng cái phương pháp rất lạ, thì ở đây mình cũng có chụp lại cho các bạn xem. Thì bạn này vẫn quấn những cái cây, mình cũng không rõ là chia sẻ ở đây là quấn bằng cái gì và chất liệu gì ở trong đây, nhưng mà đây chính là một trong những cái phương pháp trị bệnh của người này rất hiệu quả. Nếu mà có cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu thêm, nếu mà được thì mình có thể học một cách nào đó của từ bạn này, khi có thể giúp được cho nhiều người thì đó cũng là một điều rất là may mắn. Thì quay trở lại với cái bàn tay này, chúng ta thấy ngoài cái việc trị bệnh đó thì bạn này cũng thường hay đi chùa và thậm chí là chép kinh Phật, chép kinh Phật để duy trì chánh pháp. Đây cũng là một trong những cái điều hết sức tuyệt vời. Nói tới đây mình phải nhớ một cái câu chuyện như thế này, phải nói là câu chuyện này mình đã từng đọc qua trong kinh điển và nó làm cho mình cảm thấy rất cảm động. Vào thời của Đức Phật, khi mà còn tại thế, thì có một lần ngài đi khất thực sang một cái khu vực kia, thì có hai cái em bé nhỏ đang chơi đùa trên một cái đống cát. Thấy Đức Phật đi qua như vậy thì trong hai cái em bé đó có một cái em bé nói với bạn của mình rằng là mình sẽ đem nắm cát này đi cúng dường cho vị sa môn kia. Khi mà nói xong thì cái cậu bé này liền bốc một cái nắm cát, chạy tới đảnh lễ Đức Phật và cúng dường cho Đức Phật một cái nắm cát. Và cậu bé này nói một câu với Đức Phật rằng con muốn làm vua. Nói xong thì cậu bé này bỏ đi. Thì trong cái lúc đó thì Đức Phật có một nụ cười rất tươi đối với em bé này. Thì ngay lúc đó thì ngài A Nan mới hỏi Đức Phật rằng là vì sao người lại cười với cậu bé đó. Thì Đức Phật mới trả lời với ông A Nan rằng sau khi ta nhập diệt khoảng hơn 100 năm sau thì cậu bé này sẽ là một vị vua ở một cái đất nước nào đó mà sẽ
ở một đất nước nào đó, ở đây mình không nhớ cái tên, nhưng mà Đức Phật, mình nhớ rằng là Đức Phật đã nói rõ một cái đất nước đó tên gì luôn. Và cậu bé này sẽ có tên là ông vua A Dục, cai trị một cái vùng đất rất lớn và đem cái chánh pháp để duy trì và dạy dỗ dân chúng. Thì quả thật như vậy, sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng hơn 100 năm sau, tại một cái đất nước đó thì có một cái vị quốc vương tên là A Dục, chính là cái cậu bé này năm ở những cái kiếp xưa đã từng cúng dường Đức Phật nắm cát đó. Nhưng mà có một cái điều là khi mà ông vua Dục này lên ngôi ban đầu thì ổng rất là tàn ác, ổng đem quân chinh phục những cái nước láng giềng mà giết chóc rất nhiều người. Hầu như ở lúc thời điểm lúc đó, hầu như ông ta gần như là bình định cả, thống nhất cả cái vương quốc Ấn Độ, mình nhớ là như vậy. Nói chung là đội quân của ông ta đi đến đâu là thắng trận tới đó. Và ông ta thành lập nên một cái chỗ để được gọi là cái trại Bồng Lai, địa ngục Bồng Lai, chính xác là địa ngục Bồng Lai, là để giam cầm, đánh đập, giết chóc các tù binh. Thì có một lần có một cái vị tỳ kheo kia tên là Samuja, vị tỳ kheo tên này là Samuja, đi khất thực ngang cái thành của ông vua Dục này. Thì ông đi ngang cái địa ngục Bồng Lai này, ông thấy cảnh quan ở đây mát quá, ông mới ngồi. Thì không may là bị các cái lính canh bắt vào nhốt. Thì nhốt vào đó thì ông tỳ kheo này á, thì ông biết được vài ngày nữa ông bị đưa lên chảo dầu nấu, cho nên ông đã tinh tấn ngồi thiền định. Và đã trong mấy cái ngày tinh tấn đó, vì tỳ kheo Samuja này đã chứng quả A-la-hán. Và ngay cái đêm thứ 8, khi mà các lính canh nó đem ra để đưa ông này lên chảo dầu, thì vị tỳ kheo Samuja này đã dùng thần thông của mình bay lên không trung và thiền định ngay cái chảo dầu luôn mà không bị gì cả. Các bạn nên biết rằng khi mà một người đã chứng quả A-la-hán thì họ sẽ có thần thông và họ có thể làm chủ được sinh tử, cho nên đã đạt được quả vị A-la-hán thì họ sẽ có thần thông. Cho nên lúc đó thì ngài vua A Dục thấy cái chuyện đó lạ quá và muốn vị tỳ kheo này giải thích. Thì vị tỳ kheo này mới giải thích là ông ta đã chứng quả A-la-hán và kể lại cho ông vua A Dục nghe rằng chính vì một cái kiếp xưa ông đã từng cúng dường cho vị Đức Phật, cho nên là Đức Phật cũng đã thọ ký cho ông và có nói rằng ông sẽ là một vị quốc vương, sau này sẽ duy trì chánh pháp. Và bên cạnh đó còn xây 84,000 cái tháp để thờ xá lợi Phất của Phật. Xá lợi của Phật. Thì nghe xong cái tin này, ông vua A Dục thấy bừng tỉnh dậy và xin quy y Tam Bảo. Từ đó đem chánh pháp để quá độ, nói chung là để dạy quần chúng nhân dân của mình. Bên cạnh đó cũng xây 84,000 cái tháp để thờ xá lợi Phật. Đồng thời cũng cho gọi là làm duy trì phát triển cái chánh pháp thời đó rất hưng thịnh. Cho nên qua cái câu chuyện này chúng ta thấy, để nếu như mà có một cái cơ hội mà chúng ta có thể cúng dường một vị Phật hoặc là thậm chí một cái vị chân tu thì chúng ta có một cái phước rất lớn. Đồng thời nữa chúng ta thấy những người nào mà họ thường hay duy trì bảo vệ chánh pháp á, chẳng hạn như là in ấn kinh điển, phát hành kinh điển, bố thí trao tặng kinh điển chánh pháp, góp phần duy trì chánh pháp đó, thì nên nhớ rằng đây là một người sẽ tạo ra một công đức lớn. Và chính cái công đức này có thể là sẽ tạo ra không biết bao nhiêu là cái điều thiện lành cho người này ở kiếp sau.
mà ngay những người mà họ làm cái việc duy trì chánh pháp như vậy đó, thì có một điều là họ sẽ được bảo vệ, bảo hộ và che chở bởi các chư vị. Chúng ta nên hãy nhớ cái điều đó. Đây là một người có cái con thuyền bát nhã khá đẹp. Và ở đây chúng ta thấy về cái bên bàn tay trái, nó cũng có cái con đường định mệnh. Nhưng mà con đường định mệnh này nó cũng không vượt qua khỏi cái đường tâm đạo. Mà ở đây chúng ta cũng thấy là người này nó có một cái hình tam giác ở đây. Tam giác chồng tam giác. Đây chính là cái tam giác mà có thể đem lại cái sự may mắn. Người này có khả năng giác ngộ rất cao. Họ có một cái trí, cái trí tuệ. Thì qua cái biểu đồ về nhân số học thì cũng có thể thấy rằng người này có một cái mũi tên trí tuệ. Đây là một cái yếu tố hết sức tuyệt vời. Nó có thể giúp cho bạn này có thể khai mở một trí tuệ nào đó trên cái con đường tu tập của mình. Đây chính là một trong những cái bảo bối rất tốt. Có những người mà họ phải cần đến cái thời gian rất nhiều để mới có thể phát sinh được cái tuệ của mình. Nhưng mà những người có cái sẵn những cái yếu tố này rồi thì nó giống như là một cái que châm, que lửa đó. Khi mà nó đủ điều kiện cái là nó cháy liền. Không cần phải chà gì đó nó lâu. Chỉ cần chạm một cái là nó sẽ có một cái ánh lửa nó tóe lên liền. Tức là ý mình nói là họ sẽ rất dễ sinh ra cái trí tuệ. Tuy nhiên có một cái điều mình cảm thấy nó hơi đáng tiếc ở chỗ này, đó là người này cảm thấy nó hơi gọi là cô độc một tí xíu. Cô độc một tí xíu, tức là nhiều khi mình làm những việc đó người khác không hiểu thì kệ nó đi. Mình là một người có trí tuệ, mình hiểu được cái mình làm. Người khác có thể họ không hiểu thì cũng không cần phải giải thích cho họ hiểu. Nếu họ có đủ trí tuệ, có đủ cái duyên lành thì họ sẽ hiểu. Còn cái việc mình làm là cái việc đúng thì mình cứ làm. Và mình nghĩ rằng bạn này đang làm một cái công việc hết sức đúng với cái sứ mệnh của bạn này. Làm ở công việc chữa bệnh này sẽ giúp cho bạn này có một cái sự kết nối với nhiều người. Mà đây cũng chính là một cái việc làm tạo ra một cái phước đức cho mình về sau. Cứu giúp một mạng người còn hơn xây những cái ngôi chùa. Mà bạn này làm bằng cái tâm của mình nữa. Tức là không huy động tiền từ người khác mà làm chính từ cái đồng tiền mà mình đã dành dụm được bao nhiêu lâu để mà làm nữa. Cho nên đây là một người mà mình cảm thấy hết sức trân quý. Và hy vọng rằng ở những cái năm 56 tuổi, đó chính là cái giai đoạn đỉnh cao của bạn này, để bạn này có một cái cơ hội phát triển về cái khả năng mà từ đó giờ mình đã chuẩn bị đó. Giai đoạn này tức là giai đoạn mà bạn này đang đi đúng đường. Và những cái năm sau, nó sẽ là một thời kỳ lớn để cho bạn này có thể phục vụ mọi người nhiều hơn. Cái nổi tiếng hay không thì mình không dám chắc, bởi vì nổi tiếng nó cũng không hay lắm đâu. Chúng ta, những người mà họ theo đạo Phật ấy, thì họ không cần cái này. Họ chỉ cần làm cho nhiều người hết bệnh thôi, là đó là một điều hết sức tuyệt vời rồi. Nhưng mà cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Nhiều khi cái danh lợi nó đến mà chúng ta không đủ tinh tấn, không đủ cái trí huệ, cái định của mình thì mình rất dễ sẽ làm phá vỡ những cái công phu tu tập của mình. Cho nên cái gì thì cũng phải có một cái sự khiêm hạ và không để cái danh lợi nó làm thay đổi cái tâm trí của mình. Thì đó là những lời chia sẻ và phân tích. Hy vọng là bạn này sẽ thành công trong con đường sau này và làm lợi lạc giúp ích cho rất nhiều người ở phía sau. Mình sẽ xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.